Rồi. Ok. Rồi các bạn có thấy màn hình máy cô không? Ủa? Dạ thấy không? Ok. Rồi bây giờ cô nói về cái lập báo cáo tài chính ha. Các bạn lưu ý là mình đã học cái lập báo cáo tài chính ở môn kế toán thuế và lập báo cáo tài chính rồi. Đúng không ạ? Ai quên nữa thì bật cái thông tư 200 lên để coi chỉ tiêu này lấy từ tài khoản nào nào là có trên thông tư 200 có. Đúng không ạ? Chúng ta có thể xem thông tư 200. Hồi đó cô có kêu lúc mà học cái đó thì học môn cái toán thuế là có tài chính, cô có dặn các bạn là ở đây thì tài khoản này sẽ lấy chỉ tiêu nào, chỉ tiêu nào, chỉ tiêu nào. Đúng không ạ? Chúng ta cứ coi lại thông tư 200 thì chúng ta sẽ biết cái cách lấy các chỉ tiêu. Được không ạ? Còn các bạn nào mà vẫn chưa có khớp số, đúng không ạ? Thì chúng ta xem bảng cân đối phát sinh của chúng ta, cái tài khoản nào nó bị lệch số, chúng ta xuất phát từ bảng cân đối phát sinh, chúng ta coi tài khoản nào nó lệch số thì chúng ta bóc, chúng ta lọc cái tài khoản đó ra, đúng không ạ? Chúng ta ví dụ như tài khoản này nó bị lệch số nha, tài khoản 13 1 1 3 8 2 2 0 0 2 90 đi, thì chúng ta qua bên đây nhật ký, chúng ta coi ví dụ số bên nợ nó đang bị lệch, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ lọc cái tài khoản nó ra, đúng không ạ? Chúng ta lọc tài khoản nó ra, đúng không ạ? Và chúng ta kiểm tra từng nghiệp vụ một, đúng không ạ? Chúng ta thì kiểm tra nghiệp vụ so sánh với nhau, đồng thời so sánh với cái số chứng từ, cái sổ sách đó, để chúng ta đang có, để chúng ta dò lại, chúng ta kiểm tra lại để chúng ta xác định đúng số. Khi một khi các bạn mà lọc, các bạn sẽ thấy bằng lọc thì ở đây nó sẽ hiển thị số, nó không quan trọng ha. Bạn dùng cái thủ thuật mà filter thì chắc chắn là cội LM nó sẽ xuất hiện số, khi bạn nhả nó ra thì nó sẽ hết thôi, không vấn đề gì cả, được không ạ? Rồi là một cái, thứ hai bạn thấy là một số bạn á, cái file nào bạn nào ở trên đây mà bị là bạn nào file bên đây bị red không, nó hiện chữ là red 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 á, đúng không? Khi bạn hiện như vậy á, thì bạn cứ không vấn đề gì cả, tại thật ra là bên đây á, là có khi bên đây bạn delete dòng á, thì bên đây nó bị mất cái công thức, đúng không? Thì bên đây đặt công thức nó ngang bên đây nè, đúng không? Để lọc ra được cái sổ cái. Cô ví dụ như cô muốn lấy sổ cái của 1368, xin lỗi, một này đi, đúng không? Cô lấy cái này à. Thì trong kỳ nó sẽ hiển thị, nó sẽ hiển thị cái phát sinh nào mà của thằng Tiger trai, đúng không ạ? Cô lấy này thì nó sẽ lấy hết, nó lọc hết cái tài khoản nào mà có đối ứng với thằng đó, nó sẽ lấy ra, được không ạ? Nó lấy ra, nó lấy ra thì có thể nó nằm theo cái dữ liệu đây là nó sẽ khá là dài, đúng không ạ? Bạn có thể dùng cái hàm để bạn lọc tiếp. Cô ví dụ như mình lấy cái 11 đi, đúng không ạ? 11 thì mình thấy nó sẽ hiển thị lên là khá là nhiều, nó lấy từ dữ liệu bên kia, nó lấy ngang thôi các bạn, đúng không? Nó lấy ngang bên đây thôi, đúng không? Đó, nó lấy ngang, được không ạ? Nó sẽ, mình có được cái sổ sổ cái của cái tài khoản, dựa lên dữ liệu từ cái bảng nhật ký sổ cái đó. Muốn in ra thì sao? Bạn cứ chọn hết, bạn chọn hết cái này mà bạn bỏ những cái thằng nào là khoảng trống ra thôi, được không ạ? Bạn chọn cái này là khoảng trống, được không? Đó. Thì nó sẽ hiển thị ra.
được không ạ? Bỏ cái nào đạp lăn thôi. Thị ra cho mình cái sổ, những cái nào trống thì mình bỏ đi, đúng không? Ở đây thì chẳng qua là nó hiển thị giúp cho mình lọc từ bên dữ liệu bên bản nhật ký chung để chúng ta lọc dữ liệu qua, được không ạ? À? Ở đây bạn đôi khi bạn thấy đây nó bị cái chữ press 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 ha, thì do là cái công thức nó không có đồng nhất trong nguyên cái khối đó thôi. Bạn hãy quét hết cả cái khối này để là bỏ cái lỗi đó, thì bạn quét hết cái khối này nha. À, hết cái khối đó, đúng không? Mà bạn chừa cái dòng đầu tiên nha, cái dòng đầu tiên là cái dòng công thức, đúng không? Thì bạn nhấn Ctrl D, đúng không? Bạn nhấn Ctrl D, Ctrl D là nó sẽ copy cái công thức đó đó, cái trên đây này nó cho hết tất cả các khối ở dưới, đúng không? Thì nó sẽ thống nhất cái công thức lại cho cả một cái vùng đó, một cái chuỗi đó, thì nó sẽ không có bị cái lỗi cái red nữa, à, lỗi red nữa. Đó. Đó là cô giải thích về cái dữ liệu cạnh bên ha. Rồi cô cũng giải thích về cái cách để các bạn kiểm tra dữ liệu của mình đối chiếu với dữ liệu của cô, và cái bước này là các bạn phải làm nha, các bạn phải làm. Rồi bước tiếp theo mà bạn phải làm nữa là bạn phải đảm bảo giùm cô sau khi bạn kết chuyển nha. Vậy là hai bước nha, đầu tiên là các bạn đảm bảo dữ liệu nó đúng, thứ hai là dữ liệu nó hợp lệ. Nó đúng ở chỗ là từ bạn kết chuyển đúng, bạn kết chuyển đúng ha, chứ còn dữ liệu bạn chưa chắc đúng vì bạn làm theo một cách của bạn, mà bạn có thể kết chuyển cái số nào đó bạn tìm ra rồi nhưng mà bạn thấy tôi không có sai sót, đúng không? Thì bạn cứ làm theo số của bạn thôi. Chẳng hạn sau này mình thi mình kiểm tra cũng vậy nữa, mình nhập liệu mình thấy tôi đảm bảo cái số đó là tôi đúng rồi mà không có tin tưởng ai, nhưng bạn chưa chắc người đó làm đúng đâu, đúng không? Nên bạn kiểm tra rồi, bạn kiểm tra bạn thấy nè, từ tài khoản rồi năm trở xuống nè, là từ bên đây nè, dư cuối kỳ của từ tài khoản rồi năm trở xuống bạn thấy không còn số dư nữa, được không ạ? À? Thì khi đó đảm bảo dữ liệu bạn đang hợp lệ để chuẩn bị sẵn sàng cho việc lập báo cáo tài chính, được không? Còn nếu như trường hợp mà mình thấy cái số liệu của đứa kế bên, mình đừng có nhìn ha, bạn nhìn ra bạn mất thời gian cho cái việc bạn ngồi bạn kiểm tra bạn đối chiếu vì chưa chắc là ai đúng đâu, nên mình hãy đảm bảo mình làm cho nhập liệu cho nó đầy đủ, đúng không? À? Thì dữ liệu mình nó ra rồi thì mình cứ thế mình làm, chứ còn nếu như mà mình còn ngồi mình so sánh với bạn đó nữa thì chưa chắc, đúng không? Mình đừng có nhìn đó, mình cứ đảm bảo nhập liệu và sau đó mình kiểm tra mình làm theo đúng số liệu của mình kết chuyển đúng số liệu của mình có điểm theo cái kiểu của mình, đúng không? Ừ. Chứ còn mà mình nhìn vô người ta mà trong khi đó cái thao tác của mình rồi người ta kết chuyển một nhập liệu một số, người ta kết chuyển một số mình theo người ta, sau đó cuối cùng mình cái tài khoản lợi năm nó sẽ từ tài khoản lợi năm tài khoản doanh thu chi phí nó còn số dư cuối kỳ tùm lum hết trơn, thì khi đó là bạn không thể nào bạn làm kết chuyển như bạn xác định kết quả kinh doanh nó đúng được hết, mà là báo cáo tài chính nó không có cân đâu, được không ạ? À? Do đó cô nhắc đi nhắc lại là mình phải kiểm soát được dữ số liệu của mình đừng nhìn theo ai hết, đúng không? Mình kết chuyển theo số liệu của mình có điểm theo kết chuyển số liệu của mình, đó là mình vẫn có điểm ở phần đó. Chứ còn nếu như mà mình thật là mình sai một cái vụ đó, làm cho số liệu mình không giống của bạn nhưng mình kết chuyển nó đúng thì mình vẫn có điểm ở phần sau. Do đó cô nói đừng có nhìn vô cái của bạn, nhìn vô cái của bạn là đôi khi nó càng làm cho mình sai thêm, được không? Và mình mất thời gian thi cái này, bạn thấy học môn Excel kế toán bạn rút kinh nghiệm rồi, bạn rút kinh nghiệm với những cái môn thi trên phần mềm là gì, bạn làm và bạn nhập liệu mà bạn mất thời gian cho việc nhìn bạn đợi bạn ha, rồi xong đến khúc sau là bạn làm không kịp, cô đảm bảo với bạn luôn. Mà trong khi đó mỗi một điểm mỗi một câu mà định khoản vậy nó có không phẩy mấy không phẩy mười mấy điểm à, nó mà không phẩy mười mấy điểm một nghiệp vụ à, và bạn bỏ một nghiệp vụ đó mà trong khi đó bạn bỏ luôn cái phần dữ liệu ngoài sao là bạn sai lầm, đúng không? Bạn sai lầm. Do đó cô nói ha, cô chia sẻ cái kinh nghiệm, do đó mình phải đảm bảo cái dữ liệu của mình cover cái dữ liệu mình kiểm tra dữ liệu của mình, chứ đừng có nhìn vô ai hết. Mỗi người có một cái cách làm, một cái con số, sau này làm kế toán trên cùng một dữ liệu đó cho 10 người kế toán làm chưa chắc 10 người nó có dữ liệu giống nhau, đúng không? Nên là mình đảm bảo làm đúng, đảm bảo đúng nguyên tắc là được nha. Rồi bây giờ cứ kiểm tra dữ liệu đảm bảo từ tài khoản loại năm trở xuống nó không còn số dư nữa, đúng không? Không còn số dư nữa thì bây giờ dữ liệu tôi đã đảm bảo để thực hiện làm báo cáo tài chính. Thì biểu báo đầu tiên cô sẽ làm nó chính là gì? Lập bảng
kết quả kinh doanh, đúng không? Kết quả kinh doanh thì ở đây thì bạn đặt cái hàm thôi, bạn sẽ cho nó bằng, chủ yếu là lấy dữ liệu thôi ha. Doanh thu thì bạn sẽ lấy là doanh thu này, đúng không ạ? Doanh thu là bạn lấy doanh thu tổng hợp là doanh thu 511, đồng ý với cô không? 511 là doanh thu, đúng không ạ? Nhưng mà doanh thu này bạn phải trừ ra doanh thu gì? Bạn phải trừ ra, vì trong 511 này là bên có của 511 á, nợ của 511, không có 511 là đúng ha. Bạn đối ứng đúng, bạn tìm ra là nợ của 511 mà đối ứng với gì? Đúng là bạn tìm là nợ của 511 mà đối ứng với 911, đúng không ạ? Mà nợ 511 đối ứng 911 nó chính là gì? Cái dữ liệu mà trừ ra cái gì các bạn nhớ không? Trừ ra cái phần mà thuế tiêu thụ đặc biệt, đúng không ạ? Thuế tiêu thụ đặc biệt. Do đó chỗ này, đúng không ạ? Trừ ra, đâu mất đây, đây. Bảng này ha, bạn trừ giùm cô cái phần thuế tiêu đặc biệt 3368 này. Thuế tiêu thụ đặc biệt ở trong kỳ cô kiểm tra có phải bằng 64 không ha? Ok, 64272 đúng không? Cô kiểm tra có bằng 64 hay không? Bằng cách cô lọc tài khoản là 3368. Đúng rồi. Đúng rồi, 64. Đúng rồi. Rồi, đảm bảo rồi ha. Rồi, vậy là doanh thu của cô. Doanh thu cô là 911. Đúng không ạ? Doanh thu cô là đối ứng của là 911 và 511 và đối ứng với 911. Trong đó là có của 511, trong đó là 511 và đối ứng 911 thì phải trừ ra phần là gì? Thuế tiêu thụ đặc biệt đã giảm trừ phần doanh thu. Đúng không ạ? Mình không đưa thuế tiêu thụ đặc biệt vô chỗ giảm trừ doanh thu này nha, vì phản giảm trừ doanh thu này là những khoản mang tính chất là gì? Mình hạch toán qua năm 21, đúng không ạ? Còn cái kia là không hạch toán qua năm 21 mà hạch toán thẳng trừ vô luôn doanh thu luôn, đúng không ạ? Thì doanh thu thuần, cái này là giảm trừ doanh thu mình không có, bằng này trừ này giá vốn hàng bán thì mình lấy từ bên đây 632 giá vốn, đúng không? 632 đó vốn. Rồi. Lợi nhuận, tại vì trong kỳ mình không có phần trả lại hàng bán gì hết nên cô mạnh dạn cô lấy luôn là bên cỏ của 632. Đúng không? Chứ còn nếu mà có cái phần mà trả lại hàng bán bị trả lại á, tức là nợ của năm 155, 156 mà có 632 á, thì khi đó mình phải lấy đối ứng của gì? Phần 632 mà đối ứng 911, tức là bên nợ 632 có 632 mà đứng 911, tôi đã loại trừ đi cái phần là gì? Hàng làm giảm 632, hàng trả làm giảm 632. Vậy lợi nhuận gộp thì bằng doanh thu trừ cho giá vốn, đúng không ạ? Doanh thu hoạt động tài chính thì đây cô sẽ lấy là 51515. Ok. Đó. Chi phí tài chính cơ có không nha, 635 ở trong kỳ không có, 635 không, rồi không. Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp là không, lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bằng lợi nhuận gộp cộng doanh thu trừ chi phí tài chính trừ cho chi phí bán hàng trừ cho chi phí quản lý doanh nghiệp. Ok, lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh, thu nhập khác
Có không nha, đây có. Rồi chi phí khác là không, đúng mà. Lợi nhuận khác thì bằng thu nhập khác trừ cho chi phí khác. Chi lợi nhuận kế toán trước thuế thì bằng trừ cho cộng với cái thu nhập doanh nghiệp hiện hành với hoãn lại thì chưa có ha, bằng không, chưa có tính. Nhưng mà tính ở trên 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 kia sẽ tính sau, hôm nay mình không có tính thì bằng không. Hiện tại còn không nha. Lợi nhuận sau thuế. Rồi. Mình lập tới bảng cân đối kế toán. Đúng không? Cân đối kế toán thì ở đây bạn lấy bạn chỉ ra và bạn dùng cái hàm sum subtotal dùm cho cô. Ví dụ tiền. Đúng không? Số dư đầu năm, số dư cuối năm bạn viết rồi đúng không? Tiền với tương đương tiền. Tiền thì mình chỉ bảng cân đối phát sinh. Nó chính là bạn này cộng với này đúng không à, rồi đó là xong đúng không à? Rồi các khoản tương đương tiền thì trường hợp này không có, chứng khoán kinh doanh thì trường hợp này mình có chứng khoán kinh doanh là cái này đúng không à? Ok rồi đúng không à? Ở đây thì mình cái tổng cái số tiền với tương đương tiền tổng lại thì mình dùng cái hàm subtotal. Subtotal chín đúng không ạ, chín rồi được. Nguyên cái vùng này à, subtotal chín nguyên vùng này tức là lấy tổng cái này rồi còn tài sản ngắn hạn mình lưu ý ha thì bằng subtotal bạn là học rồi đúng không ạ, subtotal của chính à tài sản ngắn hạn thì mình lấy từ cái đoạn này nguyên cái này xuống tới đoạn này đúng không à, mình dùng hàm subtotal đó ok ha đó. Subtotal từ D nguyên cái này cái này tương tự vậy, subtotal là những cái hàm mà hàm tổng nó lấy tổng hàm sum nhưng mà ở trong cái vùng mình quét á cái vùng nào nó đã tính tổng rồi là nó bỏ nó loại trừ ra được không ạ à? Nên ở đây là phần subtotal là được dùng rất là nhiều khi mà lập mấy cái bảng biểu mà nó có các bảng biểu nó có tổng từng nhóm nhỏ 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 ở trong được ha. Rồi, tương tự với bạn lấy cho các chỉ tiêu còn lại nha, ở đây lưu chuyển tiền tệ, lưu chuyển tiền tệ thì bạn sẽ dùng cái hàm là hàm sum if đúng không, mình dùng hàm sum if, dùng sum if đúng không, sum if thì bắt đầu mình lấy cái vùng 1 và cái thứ hai mình lấy quét cái vùng nào để mình so sánh. Sum if thì cô sẽ lấy ra cái vùng là thả cái này ra đó. Chú ý kỹ nha các bạn nha. Cái này là học rồi hả tại ha. Cô là các bạn cứ thật này là không khó với các bạn ha. Cô dùng hàm sum if ha. Sum if. Cô dùng hàm sum if cái vùng. Cái vùng của cái điều kiện. Đúng không ạ? Rồi nó sẽ tính tổng cái vùng vùng tính tổng. Đúng không ạ? Cái vùng để mà xét điều kiện rồi đưa ra điều kiện rồi đến cái vùng để tính tổng. Thì cái vùng để mà xét điều kiện đó, nó chính là cái vùng này đúng không, từ đây như vậy luôn từ đây ok ha. Rồi sau đó là cô phải đó là vùng cô xét điều kiện, cái điều kiện ở đây nó chính là thằng này đúng không, B11 tức là nếu xét hết cái vùng đó cái nào mà bằng với số này nè thì tôi sẽ nhờ nó sum dùm, nó sum dùm ở đây là cái vùng để mà lấy sum á, nó tính sum á, nó chính là vùng này ok chưa
Vụ này xong. Được không các bạn? Ok ha. Rồi sau đó mình sẽ kéo nguyên cái này xuống. Đúng rồi. Đó là xong. Tương ứng B11 và B12. Đúng rồi. G16. Ở đây mình đang bị nó đang bị chạy. Nó chạy cái chỗ mà cái vùng nó quét. Vậy thì mình phải cố định. À, mình cố định cái vùng này. Dùng F4. Cố định cái vùng đó, chỉ có cái B nó chạy thôi. Đó là xong lưu chuyển tiền tệ đúng không ạ? À, bảng cân đối kế toán trước, cân xin lỗi bảng cân đối kết quả kinh doanh trước, cân đối kế toán rồi đến lưu chuyển tiền tệ được không ạ? Rồi bây giờ các bạn ngồi lập giùm cho cô đúng không ạ? Những bạn nào mà mình chưa có